Thưa quý vị và các bạn, vừa giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Huế, vừa tham gia biểu diễn và sáng tạo âm nhạc, Phan Tiến được biết đến như một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ ở Huế. Vừa qua thì tên anh được nhắc đến nhiều khi thành công từ cuộc thi vận động sáng tác ca khúc nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh do Báo Lao Động tổ chức, mà tác phẩm của anh đã giành được giải đặc biệt. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 25 tháng 6 năm 2013 và nhận được nhiều tác phẩm của những tác giả chuyên nghiệp và không chuyên để từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với hàng trăm ca khúc dự thi. Và nhạc sĩ trẻ Phan Tiến cũng chính là khách mời trường quay trong tiểu mục câu chuyện sáng nay ngày hôm nay. Tháng 7 Khe Sanh chính là tên mà nhạc sĩ Phan Anh Tiến chọn đặt cho tác phẩm dự thi của mình trong cuộc vận động sáng tác ca khúc nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh. Tác phẩm với âm hưởng người ca nhắc lại không khí hào hùng một thời đánh giặc cứu nước của đồng bào dân tộc Paco, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị. Đồng thời nói lên sự phát triển đổi thay trong thời kỳ đổi mới của một vùng đất, một thời bị tàn phá dữ dội của mưa bom, lửa đạn. Nhạc sĩ trẻ Phan Anh Tiến bắt đầu sáng tác từ những năm học trung học phổ thông. Và đến nay, anh đã có nhiều ca khúc được chọn in trong các tập san, tạp chí. Bài hát Về Thăm Tân Sở được in trong tạp chí Cửa Việt. Bài hát Bay Lên Thành Phố Ta Ơi sáng tác cho mừng Đông Hà được chuyển lên thành phố, biểu diễn và đạt giải nhì toàn quốc. Bài hát Đi Tìm Bóng Mẹ được in trong tập san Từ Mãi Trường Bên Sông Hương, kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện Âm nhạc Huế. Hay một số các khúc khác như Nhớ Cam Lộ, Mưa Chiều Cuối Thu, Phong Điền Yêu Thương. Những ca khúc của anh thường viết về quê hương đất nước với âm hưởng sự thi nhưng vẫn mang hơi hướng của thời đại. Là một nhạc sĩ trẻ với những sáng tác mới, nhưng những tác phẩm của Phan Anh Tiến đã gây được ấn tượng sâu đậm và được đánh giá cao. Vâng, xin chào nhạc sĩ Phan Anh Tiến. Được biết anh là một giảng viên trẻ của Học viện Âm nhạc Huế. Bên cạnh đó thì cũng tham gia biểu diễn cũng như là thi của một số cuộc thi về âm nhạc. Và gần đây thì công chúng biết đến anh nhiều hơn với vai trò là một nhạc sĩ. Vậy anh có thể cho biết xuất phát từ đâu anh đã có một niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng như vậy? Ngay từ nhỏ thì anh Tiến đã có một niềm yêu thích về âm nhạc. Và nghe theo lời của ba mẹ và ông bà kể lại thì lúc nhỏ đó thì mỗi lần nghe đến nhạc, âm nhạc thì mình đứng bật dậy và không thể nào ngồi yên được. Và lên đến cấp 1 thì mình đã tham gia vào một số cuộc thi như là kể chuyện truyền thống đội, các cuộc thi về nghệ thuật, các cuộc thi về biểu diễn, ví dụ như là đóng kịch, rồi các cuộc thi mà kể chuyện. Lên đến cấp 2 và cấp 3 thì mình tham gia vào các cuộc thi đào găng những năm từ cấp 1 đến cấp 2. Và sau đó thì đến năm phổ thông thì mình đã vào học tại trung cấp Sanh Lô của Đại học Nghệ thuật Huế, nay là Học viện Âm nhạc Huế, và sau đó thì vào học Đại học Sáng tác Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế. Và do vậy thì niềm đam mê âm nhạc nó đã hình thành trong người mình lúc nào không biết. Vâng, vừa qua thì khi mà tham gia vào cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh thì mặc dù là một thế hệ nhạc sĩ sau năm 1975, tuy nhiên thì tác phẩm của anh đã giành được giải thưởng đặc biệt của cuộc thi với ca khúc là Tháng 7 Khe Sanh. Hội đồng giám khảo thì đặc biệt đánh giá cao cái tác phẩm của anh bởi tính sáng tạo và rất là ấn tượng. Vậy thì nguồn cảm hứng nào đã đem đến cho anh những cái cảm xúc dạt dào và rất là sâu lắng như vậy? Trong cái lễ kỷ niệm 45 năm giải phóng Khe Sanh thì mình huyện Hướng Hóa và Báo Lao Động đã có mời một số nhạc sĩ vào phân hội âm nhạc Huế, vào Học viện Âm nhạc Huế để đến Khe Sanh để mà có thể là tham quan và biểu diễn cũng như giao lưu. Và tôi đã có dịp được đến Khe Sanh và được thấy những cái hình ảnh rất là xúc động về con người và những cái đổi mới của Khe Sanh. Trong một dịp được vào bảo tàng Tà Cơn thì tôi đã chứng kiến một hình ảnh rất xúc động, một hình ảnh là một người lính băng hào và tránh lửa đạn cho đồng đội của mình. Tôi đã đưa vào trong cái mở đầu của cái bài hát đó là đi về làng với nhớ thương nhiều đồng đội, ôm súng băng hào tránh lửa đạn cho nhau. Và hình ảnh đó đã gây cho tôi rất là xúc động. Và có một sự mới mẻ trong bài hát là khi mà tôi đã đặt cái tâm trạng của mình vào tâm trạng của một người chiến sĩ. Và anh đã tham gia vào cuộc trận Khe Sanh năm 1968. Và ngày hôm nay anh trở về đây thăm lại Khe Sanh và nhận thấy những sự đổi mới của Khe Sanh, cũng như thăm lại những chiến trường xưa như Làng Vây, Tà Cơn, La Bảo. Và ngày hôm nay thì anh
thấy cái nhớ lại những người đồng đội xưa, người đồng đội đã hy sinh và không có người đó đã hy sinh quên mình. Hôm nay anh trở lại đây và mong là Khe Sanh sẽ trở thành một thành phố mới trên đồi núi miền Tây của tỉnh Quảng Trị. Vâng, trong một cái xu hướng âm nhạc mang tính chất thị trường hiện nay thì anh có cái định hướng nào trong cái con đường sáng tạo âm nhạc sắp tới của mình hay không? Về thị trường thì tất cả đều phải cuốn vào một cái, hiện nay thì cuốn vào một cái nền thị trường, thì cái âm nhạc cũng không thể thoát khỏi vào cái tình trạng đó. Do vậy thì tôi muốn là dung hòa giữa cái tính nghệ thuật và cái tính thị trường, tức là để dung hòa giữa âm nhạc làm sao đó để đi vào sâu sát quần chúng và vừa mang tính nghệ thuật cao và giá trị cao. Thì định hướng sắp tới của tôi thì có thể là vừa tham gia giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Huế, lại là vừa tham gia công tác nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Âm nhạc Huế, nghiên cứu về các tộc vùng miền ở miền Trung và Tây Nguyên, hay là ca Huế, vân vân. Đây là hoặc một hoạt động của trường cũng như là của cá nhân. Thì ngoài ra thì tôi tham gia vào công tác soạn nhạc và viết nhạc. Thì thông qua đó thì giáo dục cái bài ca về quê hương, về lòng yêu nước. Tôi nghĩ đó là một kênh rất là hữu hiệu để mà có thể giáo dục cho các sinh viên của tôi, mà nó trực tiếp hơn, nó có thể là hữu hiệu hơn. Một lần nữa thì xin cảm ơn nhạc sĩ Phan Anh Tiến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, và xin chúc cho anh sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình. Xin cảm ơn ạ. Tháng 7, Khe Sanh của tác giả Phan Anh Tiến có phần biểu diễn của chính tác giả và diễn viên Thái Song, Anh Tú, Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Quảng Trị. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tháng bảy Khe Sanh đêm về mát lạnh, điện sáng rực trời trên đồi núi miền Tây. Nhà máy reo vui cây trái được mùa, tiếng nói tiếng cười bên phố chợ đông vui. Đi về làng vẫy nhớ thương nhiều đồng đội, ôm súng băng hào chăn lửa đàn cho nhau. Lao báo đêm nào rực trời báo lửa, quét sạch quân thù ta giải phóng quê nhà. Ta cơn bao chiến công lừng lẫy, đến tan quân thù vang dậy khắp Nam Châu. Bác gửi lời khen Khe Sanh đánh giỏi, mở cánh cửa vào, mở cánh cửa vào giải phóng miền Nam. Gặp nhau nơi đây bao luyến thương nồng ấm, ước mơ đẹp sau chung nhịp cầu xuyên lá, ước mong ngày mai thành phố trên quê mình. Gặp nhau hôm nay bao đổi thay ngày mới, phố núi bừng lên rực sáng trên quê nhà. Tháng bảy Khe Sanh đêm về mát lạnh, điện sáng rực trời trên đồi núi miền Tây. Nhà máy reo vui cây trái được mùa, tiếng nói tiếng cười bên phố chợ đông vui. Đi về làng vẫy nhớ thương nhiều đồng đội, ôm súng băng hào chăn lửa đạn cho nhau. Lao báo đêm nào rực trời báo lửa, quét sạch quân thù ta giải phóng quê nhà.
ta cứ bao chiến công lừng lỡ, đánh tan quân thù vang dậy khắp năm châu, bác gửi lời khen Khe Xanh đánh giỏi, mở cánh cửa vào giải phóng miền Nam. Gặp nhau nơi đây bao luyến thương nồng ấm, ước mơ đẹp giàu chung nhịp cầu xuyên á, ước mong ngày mai thành phố trên quê mình. Gặp nhau hôm nay bao đổi thay ngày mới, cùng xây nhìn cầu xuyên á, phố núi bừng lên rực sáng trên quê nhà, ước mong ngày mai thành phố trên quê mình, phố núi bừng lên rực sáng trên quê nhà. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.